Quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thông tin về 12 cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2020. Các trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng: ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Các trường hợp bị cảnh cáo: ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Hoàng Trung Hải, Phó trưởng Bộ phận phụ trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi; ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Ngọc Cang, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Các trường hợp bị cách chức: ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Các trường hợp bị khiển trách: ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang; ông Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2. Trên đây chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn danh sách 12 cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2020. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.